Hỏi thế gian, tình là gì? Để người trần thế, tay ghì tay mang. Tình là ngang trái trái ngang, là duyên là nợ, đôi đảng trả vay. Tính ra một lần tàu nhanh là 500, nhưng mà tình mà chỉ đo bằng đồng tiền thì đấy là bạc tình. Tình yêu mà đợi chờ nhau từ kiếp này qua kiếp khác thì đấy là ngôn lù. Nhưng mà có một câu chuyện ngôn lù tôi lại muốn tự mình đâm vào đấy. Ngồi xuống đây để tôi kể cho bạn câu chuyện về chú lớp. Đây là Tiểu Bạch, một con rắn trắng thành tinh. Tiểu Bạch thì sống vào khoảng cuối thời Đường, khi mà yêu quái hoành hành khắp nhân gian. Hoàng đế thì muốn thành tiên, nên quốc sư phải tu trước để lấy thân thử đường. Phương pháp là hấp thụ sức mạnh từ loài rắn. Để báo thù cho đồng bào, Tiểu Bạch lẻn lên thuyền quốc sư, định dùng châm cài tóc để ám sát, nhưng bị đệ tử quốc sư ngăn cản kịp thời. Tiểu Bạch mix đam không trượt con lính nào. Ui, né chiều ảo chưa kìa. Hai bên trao đổi chiêu thức rồi, nhưng Tiểu Bạch chưa biến về mua đồ, nên là bị solo kill rồi. Đúng hơn là bị rớt xuống nước rồi. Tiểu Bạch bị đánh về làng và mất hết ký ức. Nghe người dân kể thì làng này làm nghề bắt rắn cống cho quốc sư. Trong một lần ra bờ sông hái hoa thì A Tuyên, đây anh này, cùng con chó tên Đỗ Đậu đã cứu được Tiểu Bạch ngất xỉu ở đấy. A Tuyên đi hái hoa vì anh sợ rắn, nên học làm thuốc cứu người. Khi biết Tiểu Bạch tỉnh dậy chả nhớ gì cả, anh Tuyên liền đưa cô ra chỗ hái hoa để xem có rớt não ở đấy không. Đường ra chỗ đấy thì chắc chở, Đỗ Đậu tí nữa thì rớt xuống vực. May có Tiểu Bạch theo bản năng bay ra cứu nó. Thế là mở khóa chế độ bay lượn. Tiểu Bạch nhảy một hồi thì phát hiện ra một căn nhà nhỏ, cửa hướng ra view đẹp hơn map game VNG. Đấy chính là đại bản doanh hái hoa của A Tuyên. Ngoài ra còn để bốc thuốc, học ngũ hành âm dương. A Tuyên chỉ chỗ tìm thấy cô. Khi Tiểu Bạch đến chỗ đó, một ký ức mờ ảo hiện ra. Có một ai đó nói về việc đi ám sát quốc sư, rồi thêm một chút ký ức về cuộc chiến trên thuyền. A Tuyên lỡ vỗ vai, liền bị Tiểu Bạch đánh rớt xuống vực. Nhưng tình cờ chiếc ô trong tay anh đập đá mà biết bay. A Tuyên phấn khích như loài người tìm thấy OnlyFans. Thế là kéo theo Tiểu Bạch bay một vòng, lướt qua đống hoa bổ công anh. Thế là cả hai bắt đầu có tình cảm với nhau. Tiểu Bạch cũng ra tay cứu A Tuyên khỏi bị rắn phi ra cắn. Tình cờ tìm được cái châm cắm trên vách núi, Tiểu Bạch chạm vào nó liền hôn mê, rồi rơi thẳng xuống vách núi. Quân triều đình đúng lúc phát hiện ra, may chỉ có hai tên thì A Tuyên chơi được. Anh đưa Tiểu Bạch về nhà nghỉ, à, nghĩa là về nhà để nghỉ, chứ trên núi lấy đâu ra nhà nghỉ. Đêm đấy cả hai ngồi nghiên cứu cây châm, thấy được dòng chữ Bảo Thanh được khắc ở chuôi, mà A Tuyên lại biết một xưởng làm thuốc ho tên y hệt thế. Đúng lúc đấy thì quân triều đình ập vào làng, chắc chắn do hai tên lính hồi chiều thám báo, thế nên cả hai chạy trước. Trong khi ấy, đệ tử của quốc sư cưỡi chim ba đầu đến, uy hiếp dân làng để moi tin A Tuyên mới cứu được một cô thôn nữ áo trắng. Không chỉ có thế lực triều đình muốn truy bắt cả hai. Con rắn buổi chiều là thành viên của tổ rắn tinh, chính là tổ của Tiểu Bạch lúc trước, nhưng bây giờ thì cô bị hiểu nhầm là theo phe loài người, đầu hàng quốc sư, cõng rắn về cắn gà nhà. Đây là sư phụ tổ rắn. Bà ta cấy một vẩy rắn độc lên người Tiểu Thanh, tỷ muội thân thiết của Tiểu Bạch, rồi bắt cô ta đưa sư tỷ về trong 3 ngày để minh oan, nếu không thì sẽ chết. Trong lúc đấy, đệ tử của quốc sư cũng có thủ đoạn để theo dõi. Hắn biến đồ dùng của A Tuyên thành một con rơi để đi tìm chủ. Đối mặt với hai bên truy sát, A Tuyên với Tiểu Bạch không biết gì cả, vẫn vui vẻ du sông tô lịch hát hò, rồi đàm thoại nhân sinh về tình cảm người và yêu. A Tuyên khẳng định Tiểu Bạch có là con chó thì cũng thích, giống như thích con Đỗ Đậu. Thế là Tiểu Bạch biến nó thành chó biết nói tiếng người, sau cũng chỉ để thốt ra mấy trò đạo lý. Đúng lúc đấy, thuyền đi vào vùng thời tiết xấu mà một con rắn tinh đã chờ sẵn ở đấy, hòng muốn giết đôi nhân phu rắn phụ. Giây phút nguy hiểm tính mạng, Tiểu Bạch tự động biến hình chém đôi con rắn tinh, nhưng mà cô cũng ngất đi. Tối đấy, A Tuyên đưa cô đến một tháp xây dở, mà Tiểu Bạch thì lại bị đến tháng tràn băng ra ngoài. Thế là A Tuyên mới dựng củi đốt lửa lấy thân sưởi ấm cho Tiểu Bạch. Đến sáng thì Tiểu Bạch lại bình thường, nghe được Đỗ Đậu kể lại chuyện tối qua, coi như A Tuyên cũng không phải là người Mỹ, không phân biệt chủng tộc. Cả hai tiếp tục cuộc hành trình, mà con rơi cũng đã bí mật bám lên người A Tuyên. Rốt cục thì cũng đến được phường Bảo Thanh. Bà chủ nơi đây là một con hồ ly tinh có mặt cáo ở sau gáy. Phường Bảo Thanh chuyên sản xuất pháp bảo cho yêu quái, mà châm ngọc của Tiểu Bạch cũng được nơi này cải tạo lại, thêm khả năng hấp thụ sức mạnh và ký ức người dùng. Hồ ly còn đưa ra mảnh vẩy của chủ nhân cũ chiếc châm, khiến cho Tiểu Bạch càng thêm mơ hồ về bản thân. Đúng lúc không biết nên làm gì tiếp theo thì Tiểu Thanh xuất hiện, khiến Tiểu Bạch cũng chả biết vì sao mà nhớ ra được một phần. Cộng thêm lời kể của Tiểu Thanh thì cũng hiểu ra được câu chuyện. Mỗi tội cộng đồng rắn tinh thì rất ghét loài người, nên Tiểu Thanh muốn khử ngay A Tuyên, một thằng miền núi dám dụ dỗ yêu quái nhà lành. Nhờ thế là phát hiện được con rơi theo dõi. Tiểu Thanh càng chắc chắn thằng này là tay trong của quốc sư, nổi giận đánh cho A Tuyên và Tiểu Bạch trốn vào một đường hầm. Nhưng bên trong lại là một trận pháp trừ yêu, đốt yêu quái chứ không đốt người, nên A Tuyên dùng thân để cứu Tiểu Bạch ra. Nhìn thấy đại trận giết yêu dưới lòng đất, cô mới nhận ra tình yêu vượt chủng tộc hơi khó đẻ. Nhưng chỉ cần một câu "có anh ở đây" là khó khăn đi qua hết đường nước mắt và nước gì đấy. Vừa xong chuyện đi ra ngoài, Tiểu Bạch đã xuất tuyệt chiêu đổ vỏ: "Em với anh cũng chỉ là one night stand thôi, không thể nào có tình yêu vượt chủng tộc được." Thế là A Tuyên ôm chầm lấy Tiểu Bạch, rồi chạy đến tìm hồ ly tinh, đòi mua một chiếc áo của trùng cuối và muốn biến thành yêu quái. Cái giá phải trả là toàn bộ tinh khí bị hút bằng con cáo này.
chứ không được dùng tạp chí với phim như lúc đi hiến. Trong lúc đấy thì quân triều đình đã bao vây tòa tháp, tên đệ tử cưỡi chim đi vào, đại chiến bắt đầu nổ ra. Anh đệ tử thể hiện bản lĩnh thực sự, chính là đại sứ thương hiệu cánh én của Coca-Cola, kiêm vai phụ Doflamingo trong One Piece. Ngần ấy năng lực dễ dàng cầm chân được hai con rắn, mỗi tội lại cướp đi chiếc châm của Tiểu Bạch, rồi bị nó hút hết sức mạnh. Đến khi A Tuyên quay lại với hình hài cậu yêu, ngọn tháp đã chìm trong biển lửa, còn khu rừng bên cạnh mở ra một lối thông thẳng đến thành phố đang bốc lửa. A Tuyên chạy vội đến đó, tìm Tiểu Bạch giữa đống đổ nát. Nào biết đống đổ nát chính là do Tiểu Bạch gây ra. À, giờ thì thành Đại Bạch do hấp thụ quá nhiều sức mạnh trong châm cải tóc. Cơ mà cô vẫn nhận ra được A Tuyên, nhưng khi thấy thành quả tan nát thì xấu hổ rời đi. Tiểu Thanh lúc này xuất hiện, lần nữa khuyên A Tuyên từ bỏ dù cả hai đã cùng chủng tộc. Nhưng Tiểu Bạch giờ đã thành tư bản, còn anh chỉ là đáy xã hội không thể đi lên. Thay vào đó thì nên chạy về bảo vệ làng, vì Tiểu Bạch chuẩn bị đến đó để combat cuối với quốc sư. Tổ rắn thì không hề biết điều này. Rắn chúa tưởng Tiểu Bạch dẫn quốc sư đến để vinh quy báo tổ, thế là ra lệnh công làng diệt quốc sư. A Tuyên trước đó đã về làng, nhưng không một ai nghe lời cảnh báo của cậu cả. Đúng lúc quả quốc sư mũi tẹt đến làng, bắt giữ A Tuyên, lại còn lộ ra thân phận cẩu yêu, khiến cho dân làng ghét bỏ. Tiểu Bạch lúc này cũng đã đến. Quốc sư liền thả A Tuyên ra để ngăn cản cô. Ban đầu thì A Tuyên cố gắng nói đạo lý, lúc sau thì lại gợi ký ức vui vẻ bên nhau, rồi hứa hẹn đưa nhau đi trốn đến tận cùng trái đất. Đang lúc Tiểu Bạch sắp bị dụ dỗ thành công, thì những cái cột đen từ trên trời ập xuống phong ấn lấy cô và cả Tiểu Thanh và A Tuyên. Đây là trận pháp do quốc sư bày ra từ lúc nào. Hắn dựng lên cột cờ mắt trận, khởi động trận pháp luyện yêu, hấp thụ sinh mệnh của mọi thứ bên trong nó. Tiểu Thanh liền khiêu khích quốc sư, hắn liền tận tay hút sức mạnh của cô, thế là dính độc của rắn chúa trong người của Tiểu Thanh. Nhưng mà quốc sư quá im ba, không sợ chó đấy, đến cả rắn chúa xuất hiện cũng không kiềm chế được. Nhưng nó giúp cho Tiểu Bạch thoát khỏi khống chế, cùng rắn chúa tấn công quốc sư, làm ông ta phải dùng tuyệt kỹ long chảo thủ hai tay hai rú. Đúng lúc ấy Tiểu Thanh dùng châm đâm lén sau lưng, rắn chúa nhanh tay hút hết công lực của hắn, còn Tiểu Bạch thì bị thương gục xuống. Rắn chúa lúc này ra lệnh cho đàn xông lên đồ sát tất cả, từ lính tráng cho đến dân làng. Tiểu Thanh liền tìm đến sư phụ kể công, nhưng bị bà lật lọng hấp thụ sức mạnh. Thế là Tiểu Bạch dù bị thương cũng phải vùng lên để cứu tỉ muội. Chúa rắn lúc này quyết định sẽ hấp thụ hết sức mạnh của các đệ tử, trở thành con ác xà hai đầu. Nó hấp thụ nốt sức mạnh của Tiểu Bạch, khiến cô trở về hình người. Đúng lúc ấy A Tuyên dựng lại mắt trận, khiến ác xà bị phong ấn, rồi anh tranh thủ bế Tiểu Bạch đi chạy trốn. Nhưng đại trận đã bị khởi động, nhốt cả hai vào bên trong. Hóa ra tên quốc sư dùng chút sức tàn để điều khiển, làm cho mọi thứ trong trận pháp hóa thành băng. A Tuyên thấy thế cố gắng bế Tiểu Bạch thoát ra, nhưng một khối băng lớn bắn về phía cả hai, rồi màn hình vụt tắt. Nhưng mà cả hai vẫn chưa chết. Trong lúc đấy thì dân làng đang cãi nhau xem có đi cứu A Tuyên hay không. Thế là Đỗ Đậu làm một con chó nói đạo lý, khiến cho dân làng sống như chó, cùng nhau đào đổ cờ trận cắm bên ngoài. Nhưng A Tuyên đã đóng băng ở bên trong, vì bị tảng băng ban nãy ghim vài mảnh lên lưng. Hồn phách của anh đang dần bị đại trận hút lấy, mặc cho Tiểu Bạch cố níu lại. Hồn của A Tuyên hiện lên những ký ức ở bên cô, rồi dần dần bị trận hấp thu. Tiểu Bạch dùng chút sức mạnh cuối cùng, sử dụng châm cải tóc, cố gắng giành lại 3 hồn 7 vía A Tuyên. Cho đến lúc đại trận sụp đổ, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại một luồng sáng bay lên trời. Ngàn năm sau, Tiểu Bạch lần nữa tu luyện đến sắp thành tiên, nhưng ký ức về A Tuyên thì không thể phai nhòa. Cô quyết định đi tìm A Tuyên chuyển thế, quyết phải ở bên nhau thêm một kiếp nữa. Nhưng mà theo phim truyền hình thì tình duyên cả hai cũng đau đớn, vật vã chứ không phải Disneyland. After credit, hồ ly của phường Bảo Thanh lẳng lặng đi du thuyền, rồi bí mật gặp một kẻ nào đó sống dưới lòng hồ, nên là chắc chắn có phần 2. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.